Hello anh em, hôm nay thì em xin giới thiệu đến anh em một chiếc xe cực kỳ mới. Xe của máy tên quốc dân Mazda CX-5, sản xuất năm 2017, 2.5 một cầu, mang biển số Hà Nội một chủ từ đầu và mới đi có 6 vạn km, rất là mới. Xe của em mang màu trắng, nội thất màu đen. Và sau đây thì em xin quay tổng thể phần xe cho quý chị xem được vẻ đẹp của chiếc Mazda CX-5 này. Chiếc Mazda CX-5 thì sử dụng bộ la răng 19 inch, một lốp vẫn còn zin theo xe, rất là hầm hố. Và trên gương thì là có tích hợp đèn xi nhan trên gương. Và cửa thì là cửa có smart key rồi nhá. Khoang nội thất đi. Khoang nội thất thì màu nội thất là màu đen và chủ đi khá là giữ gìn. Được trang bị cũng đầy đủ những option theo xe. Đèn auto, gạt mưa tự động, idling start stop và có cảm biến áp suất lốp. Ở phiên bản này đã có phanh hành tay điện tử rồi anh em nhé. Điều hòa hai vùng độc lập, điều hòa của Mazda thì cực kỳ là mát. Và có hai chế độ lái, màn hình DVD. Ở phần sau thì cũng khá là rộng rãi. Và không có, hơi tiếc là không có điều hòa ở ghế sau. Cốp thì vẫn là cốp cơ thôi anh em ạ. Cốp này cũng để được khá là nhiều đồ và chủ cũ đã lên cho anh em một bộ thảm rất là đẹp. Đây, lốp sơ cua vẫn còn nguyên, chưa hạ hổng gì cả. Và cốp thì vẫn là cốp cơ thôi anh em ạ. Sau đây thì em xin mở máy lên cho quý vị xem được phía sau lắp capo. Và chiếc xe này vừa về bên em nên cũng chưa dọn rửa gì cả. Và em lên xong luôn cho anh em xem những chi tiết là keo chỉ thì vẫn còn khá là rõ, chưa có dấu hiệu bị mất hay là bị đâm va hay là ngấm nước gì cả. Và với chiếc Mazda CX-5 2.5 một cầu sản xuất năm 2017 này thì bên em đang chào bán với giá là khoảng chỉ 595 triệu. Và mua xe bên em thì luôn cam kết là xe không tai nạn, không đâm đụng ngấm nước và chạy test bên thứ ba thoải mái. Quý chị nào quan tâm tới chiếc Mazda CX-5 này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới hoặc có thể liên hệ trực tiếp chỉ bên em VSV Auto 19A Lê Văn Lương, Trung Hòa, cầu Giấy, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm trực tiếp chiếc Mazda CX-5 này và nhiều dòng xe khác. Ok, xin chào anh em.